Bộ Công Thương được yêu cầu rà soát cơ chế giá và nhất là giá phát điện để phát triển hợp lý nguồn trong tương lai và giảm giá mua điện. Đây là kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp Ban chỉ đạo phát triển điện lực quốc gia. Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương rà soát cơ chế giá ở tất cả các khâu, nhất là giá phát điện của các loại nguồn nhằm cạnh tranh lành mạnh, minh bạch và giảm giá mua điện. Hiện giá mua điện từ các nguồn điện năng lượng tái tạo gồm điện gió, điện mặt trời đang cao hơn các nguồn điện khác. Bộ Công Thương được yêu cầu đổi mới giám sát tiến độ thực hiện các dự án điện, nhất là dự án trọng điểm, cùng các cơ quan giải quyết xử lý khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tiến độ các dự án và có cơ chế xử lý với các dự án chậm triển khai, trì trệ, làm ảnh hưởng tới cung ứng điện. Yêu cầu này được Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đưa ra khi nhiều dự án nguồn điện đang triển khai bị chậm tiến độ, thiệt hại mỗi năm hàng chục nghìn tỷ đồng. Và Phó Thủ tướng cũng đôn đốc tiến độ các dự án điện đang đầu tư trong quy hoạch từ nay đến năm 2025. Thưa quý vị, vào sáng 18 tháng 9, Hà Nội có thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, và trong đó thì 1 ca tại khu cách ly, 1 ca tại khu phong tỏa. Đáng chú ý, nhiều tỉnh thành lại xuất hiện các ca mắc trong cộng đồng với nhiều ổ dịch diễn biến khó lường. Cụ thể, theo báo cáo của CDC Nghệ An ngày 17 tháng 9, địa phương ghi nhận 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại thành phố Vinh, huyện Diễn Châu và Đô Lương. Liên quan đến chùm ca nhiễm cộng đồng tại chung cư 500 nhân khẩu ở thành phố Vinh ngày 16 tháng 9, ngành y tế phát hiện thêm 2 ca nhiễm mới. Còn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, trong ngày địa phương đã ghi nhận thêm 11 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 10 trường hợp phát hiện trong cộng đồng. Bình Định đã cán mốc 1.000 ca mắc COVID-19, các ổ dịch ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn và xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước vẫn đang diễn biến khó lường. Đặc biệt, riêng ổ dịch tại phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn cho tới nay đã ghi nhận trên 50 F0 trong vòng 5 ngày, song chưa xác định nguồn lây nhiễm. Cần Thơ cũng ghi nhận 36 ca mắc COVID-19 mới, trong đó quận Ninh Kiều có 16 ca, Thốt Nốt 9 ca, Bình Thủy 5 ca, các quận Cái Răng, Ô Môn và các huyện Vĩnh Thạnh, Phong Điền mỗi nơi 1 ca, 2 ca ngoại tỉnh. Người bệnh cách ly tại nhà là một chủ trương hợp lý khi mà số ca mắc tăng cao. Mới đây, mạng lưới Thầy Thuốc Đồng Hành đã chia sẻ những dấu hiệu F0 trở nặng tại nhà, bao gồm có sốt liên tục trên 39 độ dù uống thuốc hạ sốt, mệt mỏi không thể sinh hoạt bình thường, khó thở khi mà thay quần áo, oxy trong máu giảm, và khi đó thì bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế. Bệnh nhân mắc COVID-19 chủng Delta có dấu hiệu không điển hình, các triệu chứng không rầm rộ nên khó phát hiện, cũng như nhiều bệnh nhân không xuất hiện các triệu chứng. Các triệu chứng thường gặp sốt, ho, đau họng, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, khó thở nhẹ hoặc đau đầu. Các triệu chứng ít gặp hơn, tiêu chảy, viêm kết mạc mắt, mất mùi, mất vị giác. Với các bệnh nhân mắc COVID-19, các triệu chứng nặng sẽ xuất hiện vào ngày thứ 7 đến ngày thứ 10 của bệnh. Đây là thời điểm các F0 cần được theo dõi sát sao nhất. Các dấu hiệu chuyển nặng có thể kể đến: sốt liên tục trên 39 độ mà thuốc hạ sốt không có tác dụng, mệt mỏi, không thể sinh hoạt bình thường, khó thở, nồng độ oxy trong máu giảm. Quan trọng nhất là phát hiện tình trạng thiếu oxy thầm lặng ở bệnh nhân. Bệnh nhân ngoài tình trạng suy hô hấp, tuy nhiên không tương xứng với biểu hiện bên ngoài, khi đó SpO2 rất thấp, thậm chí một số trường hợp nổi các vân tím. Trong khi các bệnh nhân COVID-19 nặng ở tầng 3 đang có những tín hiệu đáng mừng, thì bệnh nhân COVID-19 ở tầng 2 lại đang là mối lo lắng. Bởi hiện nay, các bệnh viện vệ tinh tầng 2 hiện đã và đang phải đối mặt với tình trạng thiếu cả về nhân lực, kỹ năng và trang thiết bị y tế. Để tăng cường năng lực cho tuyến 2, các thầy thuốc tại Trung tâm Hồi sức Tích cực ICU thuộc Bệnh viện Bạch Mai đã cấp tốc đào tạo, hỗ trợ chuyên môn cũng như chuyển giao các kỹ thuật cao cho các cơ sở y tế, với mục tiêu kéo giảm tỷ lệ tử vong tuyến dưới. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 đang tác nghiệp tại đây. Thời gian qua, Bộ Y tế tập trung phần lớn nhân lực tinh nhuệ và trang thiết bị hiện đại cho các trung tâm hồi sức người bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bệnh viện ở Trung ương đóng quân tại đây còn có thêm nhiệm vụ chi viện về mặt chuyên môn cho các bệnh viện tuyến dưới. Theo đó, một trong những chiến lược khi thành lập Trung tâm Hồi sức Người bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là ICU Bệnh viện Bạch Mai, là ngoài điều trị bệnh nhân nặng, còn chi viện về trang thiết bị y tế và cử các bác sĩ điều dưỡng xuống cầm tay chỉ việc cho các bệnh viện vệ tinh đang điều trị bệnh nhân ở tầng 2. Chúng ta phải điều trị từ sớm, đánh trận từ xa, tức là không chỉ ngồi chờ bệnh nhân đến, mà đưa các thầy thuốc, nhân viên y tế, kể cả máy móc xuống các bệnh viện vệ tinh của Bạch Mai để đào tạo, hỗ trợ điều trị ngay tại chỗ.
Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái số lượng bệnh nhân mà từ trung bình chuyển nặng sẽ giảm đi. Thứ hai là anh em ở tuyến tầng 2 sẽ được cập nhật kiến thức, có thêm cho thiết bị mà vững tin hơn trong việc điều trị bệnh nhân. Đây chính là cái điều cốt lõi để làm giảm cái tỷ lệ tử vong. Tại buổi tập huấn, hơn 50 cán bộ y bác sĩ tuyến 2 vệ tinh đã được cung cấp thông tin, kỹ năng cấp cứu nâng cao và hồi sức cơ bản với các chuyên gia hàng đầu trong ngành hồi sức, tim mạch, kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện Bạch Mai. Đây thực sự là một nhiệm vụ quan trọng, bởi nếu không được bảo vệ được tuyến 2 thì bệnh nhân tiến triển nặng nhanh, phải chuyển lên tầng 3 điều trị, cơ hội để cứu sống rất mong manh. Bộ Y tế cho biết 80% bệnh nhân mắc COVID-19 trong đợt dịch thứ tư không có triệu chứng hoặc nếu có ở tình trạng rất nhẹ. Nhưng nếu bệnh nhân đã có triệu chứng thì diễn biến vô cùng nhanh, khó lường. Thậm chí tỷ lệ tử vong cao thường rơi vào nhóm này. Chính phủ sử dụng tiền từ quỹ vaccine COVID-19 để mua bổ sung gần 20 triệu liều vaccine Pfizer và chi cho công tác tiêm chủng. Giữa tháng 8, Chính phủ ban hành nghị quyết mua bổ sung gần 20 triệu liều vaccine Pfizer theo hình thức chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt tại luật đấu thầu. Như vậy, Việt Nam đã đặt mua 51 triệu liều vaccine Pfizer, trong đó 31 triệu liều đặt trước đó. Quỹ vaccine COVID-19 được Chính phủ thành lập cuối tháng 5 năm 2020 để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, vaccine trong và ngoài nước. Quỹ cũng tiếp nhận các nguồn vốn hợp pháp khác để mua, nhập khẩu, cũng như nghiên cứu, sản xuất và sử dụng vaccine COVID-19. Cho đến nay, quỹ đã nhận tổng cộng là 8.665 tỷ đồng. Hiện Việt Nam đã tiêm được tổng số 33 triệu liều vaccine, trong đó 26,8 triệu người tiêm mũi 1, 6,2 triệu người đã tiêm đủ liều. Sở Nội vụ TP.HCM vừa có tờ trình Ủy ban Nhân dân thành phố về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan đơn vị nhà nước trên địa bàn. Theo đó, Bộ Tiêu chí đưa ra tiêu chí hoạt động an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, phương pháp đánh giá xếp loại mức độ an toàn ở cơ quan đơn vị. Cụ thể sẽ có 22 tiêu chí đánh giá xếp loại, bao gồm có tiêu chí Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, các tổ an toàn COVID-19 của đơn vị, kế hoạch và phương án phòng chống dịch, tổ chức thông tin, tuyên truyền, sử dụng ứng dụng nền tảng khai báo y tế, tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu khách đến làm việc khai báo y tế, xây dựng kế hoạch, phương thức làm việc của cán bộ công chức, viên chức và người lao động, đảm bảo tiêu chí khử khuẩn và vệ sinh môi trường, kiểm soát dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị, tỷ lệ tiêm vaccine, bố trí công việc phù hợp, khu vực để xe đảm bảo tiêu chí an toàn, bố trí phòng và khu vực cách ly tạm thời. Dựa vào các tiêu chí này, các cơ quan đơn vị nhà nước trên địa bàn thành phố sẽ hoàn thiện, củng cố các biện pháp phòng chống dịch, cũng như nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong việc chung tay phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ TP.HCM cũng vừa trình Ủy ban Nhân dân thành phố về thí điểm việc thay đổi phương thức làm việc trong 4 giai đoạn. Cùng với hàng nghìn chiến sĩ áo trắng trong cả nước tham gia hỗ trợ các tỉnh miền Nam chống dịch COVID-19, có biết bao người vợ, người chồng, thậm chí là cả những cặp vợ chồng, những đôi lứa yêu nhau đã tạm gác lại hạnh phúc riêng để xung phong vào tâm dịch, đóng góp trí tuệ, sức lực cho cuộc chiến với đại dịch toàn cầu. Mặc dù khó khăn vất vả, nhưng ở họ vẫn sáng lên tinh thần, ý chí chiến đấu kiên cường để hướng đến một ngày không xa, dịch bệnh COVID-19 được đẩy lùi. Ngày mới tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương ở Long An trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, một kiếp trực mới bắt đầu. Hay có bệnh nhân, ca bệnh nhân mình bị cầm na ấy, nặng ấy, em cùng mọi người để ý nhé. Sau khi mà có quyết định thành lập Trung tâm Hồi sức COVID Trung ương tại Long An, trụ sở trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, thì tôi và An đã không chần chừ và đã tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Long An. Tôi nghĩ rằng đây là một quyết định đúng đắn, vì đây là nhiệm vụ cũng như là trách nhiệm của những người chiến sĩ áo trắng. Cùng làm việc một chỗ, tình yêu và khát khao được cống hiến trí tuệ, sức khỏe luôn bừng cháy trong trái tim đôi bạn trẻ. Tại đây, Quế phụ trách công tác điều dưỡng, An làm việc theo kiếp trực, tham gia điều trị trực tiếp cho người bệnh. Ở nơi tâm dịch, hai vợ chồng tôi vừa có thể chia sẻ công việc cho nhau, vừa có thể chăm sóc nhau được tốt hơn. Còn đối với bác sĩ Lâm Văn Tài và điều dưỡng Đào Thị Quỳnh, một đám cưới hạnh phúc ở quê nhà vẫn đang chờ họ trong ngày chiến thắng trở về.
đã gần một tháng qua tại tâm dịch Long An, họ vẫn luôn sát cánh đồng hành cùng những người đồng nghiệp tận tâm tận lực, từng giây từng phút vì những người bệnh. Những ngày làm việc tại trung tâm hồi sức COVID Trung ương, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau vượt qua gian khổ, chúng tôi càng hiểu và trân quý hơn tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau. Hiện nay tại trung tâm hồi sức COVID-19 Trung ương ở Long An, lượng bệnh nhân mỗi ngày mỗi tăng, bệnh tình của những bệnh nhân nặng diễn biến rất nhanh nên áp lực công việc rất lớn. Trong suốt ca trực, tất cả y bác sĩ điều dưỡng phải làm việc tập trung cao độ, theo dõi bệnh nhân sát sao và nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 3-0 là không ăn, không uống nước, không đi vệ sinh để đảm bảo công tác phòng dịch. Khó khăn là vậy, nhưng họ vẫn luôn cố gắng, nỗ lực hết mình với hy vọng thêm nhiều người bệnh được cứu chữa. Mỗi ngày được chứng kiến sức khỏe của người bệnh tốt lên, đủ điều kiện xuất viện là điều mà chúng tôi hạnh phúc nhất. Mong rằng dịch bệnh sớm được đẩy lùi để tôi và đồng nghiệp có thể trở về đoàn tụ với gia đình. Tôi và Quỳnh có thể tổ chức đám cưới hạnh phúc mà chúng tôi luôn mơ ước. Hai vợ chồng dự tính thì sẽ sinh có em bé sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Long An trở về. Vì đây cũng phải là mong ước cũng như là khát khao của bất kỳ cặp vợ chồng nào. Trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, những cặp đôi như Quế, An, Tài, Quỳnh cùng kề vai sát cánh hỗ trợ nhau làm nhiệm vụ vì những người bệnh và cuộc sống bình yên của nhân dân. Và những cặp đôi như thế không phải là ít khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đồng ý cho mở thêm 4 địa điểm test nhanh COVID tại quận cửa ngõ. Chấp thuận được đưa ra sau khi Sở Thông vận tải Hà Nội có đề xuất để giảm tải cho 2 điểm hiện có bến xe là bến xe Nước Ngầm và bến xe Yên Nghĩa. 4 điểm test nhanh COVID tại 4 quận huyện bao gồm khu vực đường đua F1 sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, bến xe Gia Lâm, quận Long Biên, nhà thi đấu Gia Lâm, huyện Gia Lâm và nhà thi đấu Tây Hồ, quận Tây Hồ. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố và Ủy ban Nhân dân các quận huyện trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nội dung đề nghị của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, bảo đảm công tác phòng chống dịch. Về phương án tổ chức, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị thành phố giao cho Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, khu vực bố trí các điểm test trên, phối hợp với Sở Y tế tổ chức bố trí địa điểm xét nghiệm phù hợp, thuận lợi về đường ra vào cho các đối tượng là tài xế xe chở hàng, giao Công an thành phố, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, chịu trách nhiệm trong công tác bảo đảm giao thông thông suốt, đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch khi các điểm test COVID trên đi vào hoạt động. Hàng loạt chuyến bay bị cắt giảm, máy bay đáp chiếu, hành khách thì vắng bóng và cảng hàng không ngưng trệ, đã cho thấy ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh tới sản xuất kinh doanh của ngành hàng không. Và hiện nay khi các thành phố lớn đang từng bước mở cửa trở lại, ngành hàng không cũng đã xây dựng các kịch bản phục hồi. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV vừa xây dựng chương trình hành lang xanh để ứng phó với dịch bệnh khi các đường bay nội địa hoạt động trở lại. Trong đó, con người xanh sẽ mang tính chủ đạo, tức là nhân viên hàng không, hành khách sẽ được kiểm soát dịch chặt chẽ, tuyệt đối không có nguy cơ về dịch bệnh. Đặc biệt là áp dụng quy trình xanh, giảm thiểu tối đa hạn chế tiếp xúc, tuân thủ quy trình phòng dịch tại các cảng hàng không. Chúng tôi đã bố trí tất cả các điểm để cho người cũng như cán bộ công nhân viên ở trên đó. Thứ nhất là tuân thủ chặt chẽ cái quy định về 5K của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch. Thứ hai nữa là thường xuyên và đồng thời là định kỳ từng thời gian thì đều phát các khuyến cáo để yêu cầu hành khách cũng như cán bộ công nhân viên đang trên cảng phải đảm bảo là thực hiện khai báo y tế, đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách và sử dụng nước khử khuẩn tại mọi nơi mọi lúc. Kế hoạch phục hồi hoạt động hàng không nội địa mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam sẽ không chia các sân bay thành 3 nhóm như trước đây, mà việc đi lại của hành khách sẽ chia thành 3 giai đoạn và phải có xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Giai đoạn 1, thí điểm 2 tuần sau khi kế hoạch được ban hành gồm khách công vụ, lực lượng phòng chống dịch và hành khách có văn bản đồng ý di chuyển, tiếp nhận của các địa phương đi và đến. Khách có giấy chứng nhận hoàn thành cách ly và được vận chuyển thẳng bằng xe chuyên dụng từ cơ sở cách ly đến sân bay hoặc có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine. Giai đoạn 2, áp dụng 2 tuần tiếp theo giai đoạn 1, gồm khách công vụ, lực lượng phòng chống dịch và hành khách có văn bản đồng ý di chuyển, tiếp nhận của các địa phương đi và đến. Khách có giấy chứng nhận hoàn thành cách ly và được vận chuyển thẳng bằng xe chuyên dụng từ
từ cơ sở cách ly đến sân bay hoặc có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine. Giai đoạn 3 áp dụng tiếp theo giai đoạn 2 nếu không có thông báo khác của Cục Hàng không Việt Nam. Giai đoạn này không hạn chế về đối tượng hành khách được vận chuyển. Dự kiến sau ngày 30 tháng 9 sắp tới, những chuyến bay nội địa thường lệ sẽ đi vào khai thác. Chúng tôi có một đề nghị đối với cộng đồng, bà con mình thực hiện cái giải pháp mà chính phủ đã nêu ra. Đó là chúng ta nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội. Có lẽ từ nay đến 30 tháng 9 chúng ta thực hiện nghiêm mà giảm bớt được số lây nhiễm trong cộng đồng. Chúng ta sẽ bỏ giãn cách, rồi cộng với tiêm vaccine ở các địa phương thì chúng ta có thể từng bước quay trở lại khôi phục các chuyến bay thường lệ nội địa. Và sau đó khi có hộ chiếu vaccine như chúng ta đã bàn thảo ở trên, từng bước chúng ta mở các cái hoạt động đi lại quốc tế. Cục Hàng không Việt Nam cũng đề xuất tần suất từng đường bay của các hãng sẽ từ 50%, 70% và 100% so với thời điểm tháng 4 năm 2021, tương ứng theo từng giai đoạn trong kế hoạch phục hồi. Cục Hàng không cũng sẽ phối hợp cùng lực lượng công an kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi giả mạo tài liệu giấy tờ, nhất là giấy tờ về điều kiện y tế để đi máy bay trong thời gian này. Trước chủ trương đóng cửa cảng cá để phòng chống dịch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, hàng trăm tấn hải sản của ngư dân khi bị cập vào bờ đang bị ứ đọng và không thể tiêu thụ. Trong những ngày qua, tại cảng cá Mỹ Á và cảng Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi, có 28 tàu cá cập cảng với lượng hải sản khoảng 290 tấn. Tuy nhiên, thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh nên hàng trăm tấn hải sản này đã không thể xuất bán, dẫn đến nhiều tàu cá vào sớm đã có hiện tượng cá hư hỏng, bốc mùi. Theo Hội Nông dân thị xã Đức Phổ, dự kiến trong thời gian sắp tới sẽ có khoảng 100 tàu cá với sản lượng khoảng 1.200 tấn cá các loại tiếp tục cập cảng. Trong đó, cảng Mỹ Á có khoảng 70 tàu cá, sản lượng khoảng 700 tấn cá các loại. Tại cảng Sa Huỳnh có khoảng 30 tàu cá, sản lượng khoảng 500 tấn cá các loại. Nếu để cá tồn đọng, năng lực bốc dỡ tại cảng cá nhỏ không đáp ứng đủ số lượng tàu thuyền cập bến, dẫn đến thời gian chờ lâu, khiến hải sản trên tàu bị hư hỏng, thiệt hại lớn cho ngư dân. Tình hình dịch bệnh kéo dài, việc giao thương khó khăn do giãn cách xã hội khiến cho giá của nhiều loại nông sản tại miền Tây như là khoai lang tím Nhật, bưởi Nam Roi, nhãn hay chôm chôm đang ở mức rất thấp, chỉ từ 2.000 đến 9.000 đồng một kg, khiến cho nhiều nông dân thua lỗ. Đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long cho biết, huyện có diện tích 12.000 đến 13.000 hecta mỗi năm, nhưng hiện chỉ còn khoảng 7.000 hecta. Địa phương đang còn khoảng 600 hectare khoai tới lúc thu hoạch, sản lượng gần 2.000 tấn. Sản phẩm không còn ùn ứ nhưng giá bán quá thấp khiến nhiều nông dân lâm vào cảnh khó khăn. Tương tự ở Sóc Trăng, Cần Thơ, giá nhiều loại trái cây đặc sản tại vườn cũng ở mức rất thấp, thấp hơn 2-3 lần so với thời điểm chưa bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư. Lý giải nguyên nhân giá nông sản xuống thấp, nhiều hợp tác xã đã cho biết nhiều loại nông sản chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc, nhưng mấy tháng qua nước này không nhập hàng nữa nên giá giảm rất nhanh. Trong khi đó, lại mất đi thị trường tiêu thụ lớn là thành phố Hồ Chí Minh, khiến mặt hàng này bị ảnh hưởng nặng. Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện nông sản của người dân vẫn được tiêu thụ tại địa phương, các tỉnh lân cận và thành phố Hồ Chí Minh, không bị tồn đọng, còn giá cả thì tùy từng thời điểm. Với sự hỗ trợ của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 10 tháng 9, đã có hơn 230.000 tấn nông sản, chủ yếu của nông dân trong tỉnh thu hoạch được tiêu thụ, trong đó gần 54.000 tấn được tiêu thụ trong tỉnh. Ngoài tỉnh khoảng 180.000 tấn qua hệ thống chợ truyền thống, chợ nông sản, kết nối cung cầu với các tỉnh thành, doanh nghiệp đầu mối. Tiếp theo là thông tin hỗ trợ người lao động, người dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố yêu cầu các quận, huyện và thành phố Thủ Đức hoàn tất việc phê duyệt danh sách trước ngày 20 tháng 9, tiền chuyển về địa phương trước 21 tháng 9 để kịp thời chi cho người dân gặp khó khăn. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất số lượng người dự kiến được giúp đỡ trong đợt này là hơn 7,5 triệu người. Mức hỗ trợ một lần cho mỗi người là 1 triệu đồng, dự toán kinh phí hơn 7.500 tỷ. Người được hỗ trợ là những lao động bị mất việc và thu nhập gặp khó khăn, đang có mặt tại thành phố, không phân biệt thường trú, tạm trú hay lưu trú.
Ngoài ra, thân nhân của người lao động bị mất việc gồm cha, mẹ, vợ, chồng, con, người nội trợ, không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc cũng được xem xét hỗ trợ. Với các trường hợp lưu trú tạm thời, chính quyền lập các tổ công tác đến từng khu nhà trọ, khu lưu trú của công nhân, học sinh, sinh viên, xóm nghèo để rà soát, đối chiếu từ danh sách người dân đã đăng ký để lập danh sách chi tiết. Từ đầu tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đã có các gói hỗ trợ riêng với tổng kinh phí gần 6.500 tỷ, trong đó ưu tiên lao động tự do, hộ khó khăn. Ngoài ra, thành phố cũng cấp 14.000 tấn gạo đợt 1, hơn 2 triệu túi an sinh cho người dân. Mặc dù dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội về cơ bản đã được kiểm soát khi mà số ca mắc đã giảm trong những ngày qua. Tuy nhiên, trong đợt giãn cách xã hội lần thứ tư này, người lao động đã chịu ảnh hưởng không nhỏ, đặc biệt là những lao động tự do đang bị mắc kẹt ở thủ đô. Dù chính quyền đã có những giải pháp, song vẫn còn khá nhiều lao động tự do không được tiếp cận các chính sách hỗ trợ. Không xét nghiệm, không vaccine, không nơi ăn trốn ở, nhiều lao động tự do đang thoi thóp chống chọi với dịch bệnh. Nhìn những hình ảnh này, chẳng ai có thể tin được đây lại là chỗ ngủ của nam thanh niên trẻ này. Tuy nhiên, với anh Lò Văn Quân, được ngủ tại điểm dừng xe buýt này vẫn là một điều gì đó rất may mắn. Em lo lắng nhất là sự Covid bây giờ. Chợ này mong là Covid không có nữa, để cho các anh em giống như em là không được ngủ ngoài đường, có công ăn việc làm. Bây giờ có Covid ở một phát thì bây giờ các anh em có khi là đi xin ăn ngoài đường cũng tội chứ. Không riêng mình anh Quân, dịch bệnh bùng phát đã khiến nhiều người đang có việc làm ổn định bỗng lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, trong khi có quê mà không thể về. Quân bách thú quê, thoải mái tắm phòng nam phòng nữ có người đâu. Thoải mái cởi chuông hết tắm thoải mái. Với lại nhà dân thì mình ngại không vào nữa, bởi vì là nó cấm dịch rồi, công an nó quát mình, tủi thân mình khóc, mình không thích. Bây giờ mà phải muốn về lại có phải giấy đi đường rồi phải kết dịch Covid thì em làm gì có tiền mà về. Nên mẹ có giấy đi đường em thì có. Dù biết rằng nguy cơ lây lan dịch bệnh cũng như ảnh hưởng đến cộng đồng là rất lớn, tuy nhiên, không vaccine, chẳng xét nghiệm, những con người này đành chấp nhận phó mặc cho số phận. Không may mà dịch bệnh đấy nó mà xâm nhập vào với cá nhân tớ, thì tớ chắc lẽ là tớ cũng chỉ có hoàn toàn mà buông xuôi. Hoàn toàn buông xuôi bởi vì là còn rất nhiều những cái trường hợp khác nữa mà có thể rằng là có một cái địa vị thân kế hơn tới nhiều, phải nói thẳng là như thế. Họ còn đang coi như là còn có ngắc ngoài, cũng chi là vào như thế. Để hỗ trợ cho người lao động, mới đây, thành phố Hà Nội vừa có yêu cầu các quận huyện thống kê người lao động ngoại tỉnh có nguyện vọng về quê để báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét giải quyết. Tuy nhiên, với cách chống dịch mỗi nơi một kiểu của các địa phương hiện nay, thì mong muốn trở về quê của những lao động này vẫn là một điều gì đó mong manh và rất xa vời. Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan, sắt thép là một trong số nhóm mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tỷ đô la Mỹ trong tháng 8. So với tháng 7, xuất khẩu mặt hàng này tăng gần 34% và tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 8 cũng là tháng thứ 2 liên tiếp mặt hàng sắt thép có giá trị xuất khẩu vượt 1 tỷ đô la Mỹ. Tính chung 8 tháng, cả nước xuất khẩu 8,54 triệu tấn sắt thép các loại, trị giá gần 7,1 tỷ đô la, tăng 43,4% về lượng và 127% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Mặt hàng sắt thép xuất khẩu chủ yếu hiện nay là tôn mạ, tỷ trọng từ 50 đến 70%, thép xây dựng từ 10 đến 15% và các loại sắt thép khác. Trong khi đó, theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam VSA, xuất khẩu mặt hàng thép xây dựng đạt trên 1 triệu tấn sau 8 tháng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là ASEAN với 2,7 triệu tấn, Trung Quốc 1,8 triệu tấn, giảm 13,2%. Đáng chú ý, xuất khẩu nhóm hàng này sang hai thị trường EU và Mỹ tăng vọt, lần lượt đạt 1,43 triệu đô la, tăng 7,5 lần, và 540.000 tấn, tăng gấp 4 lần so với tháng 8 năm 2020. Theo đánh giá của Hiệp hội Thép Việt Nam VSA, xuất khẩu sắt thép đang thuận lợi khi nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường gia tăng nhiều tháng qua. Xuất khẩu sang EU tăng 7,5 lần so với cùng kỳ nhờ tác động từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU-EVFTA hơn một năm qua.
Nhiều doanh nghiệp đã tận dụng cơ hội từ hiệp định này đẩy mạnh xuất khẩu nhờ thuận lợi hóa thương mại. Mới đây, Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số 40, hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2021. Trong đó có một số nội dung đã phát sinh vướng mắc nên cần thiết phải có sửa đổi, bổ sung để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và các đối tượng chịu tác động. Mỗi nhà chỉ một người ra đồng, máy gặt đến nhà ai, nhà đó mới được ra, không được tập trung quá 20 người. Đây là những quy định được đặt ra đối với việc thu hoạch vụ mùa tại xã Tản Hồng. Có dịch bệnh thì mình chỉ có đi có một người thôi. Thế còn nếu mà gặt xong thì lại có các bác đưa xe về nhà, lúa về nhà. Thông thường với gần 300 hecta trồng lúa, nơi đây sẽ huy động khoảng 40 máy gặt và hoàn thành việc thu hoạch chỉ trong 2 ngày. Tuy nhiên, dù là vùng xanh nhưng việc sản xuất vẫn phải đảm bảo công tác phòng chống dịch với nguyên tắc phân vùng, nghĩa là nhân lực và máy móc ở nơi nào sẽ phục vụ cho nơi đó. Do vậy, việc thu hoạch năm nay sẽ kéo dài khoảng 7 ngày nhưng vẫn đảm bảo được mùa vụ cũng như công tác phòng chống dịch. Dịch vẫn đang diễn ra thì số lượng máy chúng tôi sẽ tập trung tại một điểm và mỗi một lần gặt là chúng tôi chỉ có được 3 đến 4 hộ gia đình, tức là 3-4 người ra. Những trường hợp khác không ra được hoặc là những trường hợp ở xa là chúng tôi có một tổ cơ động, tức là một tổ xe lôi cơ động đến nhà ai là trực tiếp các cán bộ ra đồng là chỉ ruộng nhà đó và gặt mang lúa về tận nhà cho dân. Việc nới lỏng tại vùng xanh của Ba Vì cũng được mở rộng tại các công trình xây dựng thiết yếu. Đây là dự án trường mầm non Cổ Đô, xã Cổ Đô, là một trong gần 50 công trình sử dụng vốn đầu tư công của huyện Ba Vì, được khởi động lại sau khi phải thực hiện 3 lần giãn cách từ ngày 24 tháng 7. Hiện còn gần 50 công trình khác cũng đã được cấp phép xây dựng trở lại để đảm bảo mục tiêu phục vụ an sinh trên địa bàn. Theo lãnh đạo huyện Ba Vì, việc nới lỏng vùng xanh sau quyết định của thành phố Hà Nội cũng sẽ được thực hiện mở hơn, nhưng địa phương vẫn giám sát chặt chẽ việc ra đường của người dân, không để phát sinh tâm lý chủ quan. Một số các hoạt động thiết yếu là tiếp tục được mở và tổ chức, tuy nhiên thì phải vẫn đảm bảo quy tắc phòng chống dịch. Ủy ban dân huyện Ba Vì cũng đã có cái thông báo rộng rãi theo cái chỉ đạo này, và bắt đầu từ 12 giờ ngày hôm nay là ngày 16 tháng 9 thì là một số các hoạt động thiết yếu theo cái chỉ đạo mới của thành phố thì được tổ chức trên địa bàn của huyện Ba Vì, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo công tác phòng chống dịch. Trước đó, Hà Nội đã đặt ra 3 mục tiêu và ngày hôm nay 16 tháng 9 đã chuyển trạng thái khi cơ bản hoàn thành 2 mục tiêu tiêm vaccine và xét nghiệm diện rộng. Xét nghiệm tầm soát cho 100% cái số dân đấy, rồi thì tiêm vaccine xong để trong thông qua đó là chúng ta kiểm soát được tình hình, tạo cái cơ hội nới lỏng và phục vụ cho cái sự phát triển của kinh tế xã hội. Cộng dồn 16 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19, đến nay Hà Nội đã tiêm được gần 5,3 triệu mũi vaccine. Với kết quả khả quan này, thành phố đã đưa ra quyết định nới lỏng thêm hướng tới trạng thái bình thường mới, không chỉ ở những vùng xanh, vùng cam mà còn ở một số quận nội thành như Ba Đình hay Nam Từ Liêm. Ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa lên kế hoạch để chuẩn bị đón du khách nội tỉnh giữa tháng 10 sau khi địa phương cơ bản kiểm soát COVID-19. Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết đây là một trong những nội dung đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh để xây dựng các gói kích cầu phù hợp với điều kiện người Khánh Hòa đi du lịch Khánh Hòa. Du khách phải có chứng nhận tiêm đủ vaccine, người tiêm mũi 1 cần phải có giấy xác nhận âm tính nCoV. Ngoài ra, Khánh Hòa cũng muốn đón khách quốc tế và trong nước đã tiêm 2 liều vaccine vào cuối năm nay. Sở Du lịch đã rà soát, kiểm tra và đưa 12 cơ sở lưu trú tại khu vực bãi dài, nằm xa khu dân cư, cơ sở hạ tầng, dễ kiểm soát để đón khách. Hiện nhân sự ngành du lịch được tiêm 20.000 mũi vaccine, số này sẽ được tiêm mũi 2 vào tháng sau và sắp tới bổ sung thêm 30.000 liều. Đây là những tiền đề cho du lịch ở tỉnh sớm hoạt động trở lại. Đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh này đồng ý để du lịch đón khách trong tỉnh từ giữa tháng 10, nhưng nên tập trung khai thác dịch vụ du lịch cách ly nghỉ dưỡng ở các khu biệt lập ven biển. Còn đón khách ngoại tỉnh thì phải chờ địa phương hoàn thành tiêm vaccine mũi 2 cho người dân, gỡ bỏ giãn cách xã hội. Người đứng đầu chính quyền tỉnh cũng yêu cầu Sở Du lịch chủ trì, phối hợp các sở ngành triển khai kế hoạch phục hồi du lịch, trong đó quy định các điều kiện đón khách. Sở Y tế xây dựng các đội phản ứng nhanh để hỗ trợ các doanh nghiệp.